Nếu như có danh sách 10 cá nhân hay nhất mà Adrian Jenkins từng sản sinh, thì có lẽ chỉ có Faker là có thể so sánh được với Dade. Nhà báo eSports lừng danh Thorin Grew từng dùng những lời có cảm như vậy để dành cho ông hoàng sát thủ vật lý đường giữa trên thế giới giai đoạn 23-24. Và Dade cũng là nhân vật chính trong video hôm nay của Cảm Thể Thao. Dade, tên thật là V.L. Jin, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1994 tại Hàn Quốc. Sự nghiệp thi đấu của Dade bắt đầu từ năm 2012. Anh được tập đoàn CJ Enters chiêu mộ vào cùng với những thành viên khác như Insect, Space, Kish và Long Panda. Anh đã nếm trải đầy đủ vinh quang chiến thắng đến những thất bại cay đắng trong suốt các mùa giải từ khi bắt đầu thi đấu. Sau khi thi đấu phập phù và không đạt được nhiều thành công tại CJ Enters, vào đầu mùa giải thứ 3, Dade đã chuyển sang thi đấu cho MVP Ozone và bắt đầu gặt hái được những danh tiếng và thành công khi cùng với các đồng đội lên ngôi vô địch giải Ocean Champions mùa xuân 23. Trong một trận đấu, họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với CJ Enters Blaze. Tuy nhiên, đó cũng là đỉnh cao nhất mà Dade từng đạt được cùng MVP Ozone. Tại mùa giải kế tiếp là Ocean Champions mùa hè 23, MVP Ozone dừng chân tại bán kết sau khi để thua trước một đội tuyển vô địch mùa giải đó là SKT T1 của Faker. Sau khi kết thúc mùa giải Ocean Champions mùa hè 23, MVP Ozone là một trong ba đội đi đến Mỹ để tranh tài tại vòng chung kết mùa 3 cùng với SKT T1 và Najim Blacksaw, nhưng với một cái tên mới là Samsung Galaxy Ozone. Có thể nói, vòng chung kết mùa 3 là điểm rơi phong độ tồi tệ nhất của Ozone từ trước đến nay khi họ không qua được vòng bảng. Mặc dù Dade giành lấy được phong độ của mình khi cùng cả đội giành được ngôi Á quân của Ocean Champions mùa đông 23, nhưng ngay sau khi kết thúc mùa giải, anh được chuyển sang thi đấu cho Samsung Galaxy Blue và nhường lại vị trí đường giữa của mình cho Paul từ Blue chuyển sang. Dade là tuyển thủ thi đấu mạo hiểm vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp. Nhưng mà trình diễn của anh thời thời kỳ đỉnh cao phong độ là rất ngoạn mục khi anh là tuyển thủ chủ lực của hai thế lực đối đầu. Cùng là một tuyển thủ, người đã có một màn trình diễn đa số hộ tại chung kết thế giới mùa 23, lại đồng thời là người mang về hai chiếc vô địch Ocean Champions mùa xuân với hai đội tuyển khác nhau. Tính đến hết năm 2014, ngoại trừ 5 thành viên của đội hình huyền thoại SK Telecom T1, người duy nhất đã từng hai lần vô địch Ocean chính là Dade. Anh cũng là tuyển thủ duy nhất lọt vào 4 trận chung kết Ocean Champions, trong đó vô địch 2 lần đều với tư cách là tuyển thủ chủ lực của đội tuyển vô địch. Mặc dù không còn ở bên cạnh người đi rừng hay nhất thế giới là Dandy, nhưng Dade vẫn có 2 trận chung kết Ocean Champions, một chiếc vô địch cùng với thành tích lọt vào đến bán kết của chung kết thế giới. Tại Ozone, Y, Dade là một thành viên trong tập thể toàn các ngôi sao. Còn Sam Blue, mặc dù Dev thực sự xuất sắc, nhưng cần phải khẳng định sự xuất sắc đó của Dev phải dựa trên những tình huống biến ảo và tạo đột biến của Dade. Trong cuộc đại di cư của những tuyển thủ Hàn sang những khu vực khác vào cuối năm 2014, Dade là một trong những cái tên sáng nhất. Dẫu vậy, dù trôi dạt qua nhiều đội tuyển khác nhau, nhưng chưa bao giờ Dade có thể đứng trên đỉnh vinh quang một lần nữa. Cái kết không mấy tốt đẹp cho một trong những đường giữa kiệt xuất nhất mọi thời đại. Một vài thông tin thú vị về Dade cho các bạn chưa biết. Dade được mệnh danh là ông hoàng sát thủ vật lý đường giữa của nền Liên minh Huyền thoại thế giới vì khả năng sử dụng Z và Yasuo để trình độ bậc thầy. Số lượng tướng thuộc dạng pháp sư trong Liên minh Huyền thoại mà Dade có thể sử dụng rất ít, chỉ có Twisted Fate và Ryze. Dade từng hai lần nhận được MVP tại Ocean Champions mùa xuân năm 23 và 24. Là một trong số ít những người từng hành Faker trong những cuộc đối đầu tại máy chủ Hàn Quốc, từng đánh bại Faker với tỷ số 3-0 trong một loạt trận solo BO5. Nổi tiếng với khả năng sử dụng Z, tuy nhiên đã từng bị SPK outplay hoàn toàn trong trận giữa Samsung Blue và Fnatic tại giải chung kết thế giới mùa 4. Dade từng tiêu tốn $150 cho trò chơi gấp thú bông ở một công viên giải trí và anh chẳng gấp được gì. Dade là một tuyển thủ khá khiêm tốn khi được so sánh với Faker. Anh cho rằng giành chiến thắng ở một mùa giải Ocean Champions hay LOL Master là chưa đủ, tôi cần giành chức vô địch chung kết mùa để có thể tự so sánh bản thân với Faker. Anh còn cực kỳ không vinh dự khi tên của mình được đặt cho một giải thưởng, Dade Award. Nó là giải thưởng được lập ra bởi cộng đồng mạng nhằm trao tặng những game thủ được kỳ vọng nhiều trước mỗi kỳ chung kết thế giới, nhưng lại có màn thể hiện không tốt. Và Dade là nạn nhân đầu tiên khi anh được kỳ vọng cực lớn tại chung kết thế giới mùa 3, nhưng rồi lại choke một cách thảm hại. Đối với Dade thì năm 2014 có lẽ là năm thi đấu thành công nhất của anh kể từ khi bắt đầu sự nghiệp Liên minh Huyền thoại. Sau thất bại cay đắng của Samsung Galaxy Ozone trước Gambit ở chung kết thế giới 23, thì Samsung đã quyết định đổi tên đổi thành Samsung White và chuyển Dade sang vị trí đường giữa của đội chị em là Samsung Blue. Còn Paul về thế chỗ của Dade, nước đi này không ngờ lại là điều thay đổi vận mệnh của cả tổ chức Samsung trong năm 2014. Trước khi có sự xuất hiện của Dade, thì SSB
chỉ là một đội tuyển tầm thường với các tuyển thủ chẳng có gì nổi bật cho lắm. Akon cùng với Hurt trong giai đoạn này còn đánh tương đối kém. Spirit khi đó chỉ là một tuyển thủ không tên tuổi và còn chẳng có chân trong đội hình chính. Dev thì có chút ít tiếng tăm nhưng cũng không phải là người quá xuất sắc. Vậy mà khi Dade tham gia thì toàn lối đánh của SFB đã thay đổi hoàn toàn. Đúng như nickname đại tướng của mình, Dade đã nắm quyền kiểm soát thế trận và đội hình, quyết định xem đồng đội sẽ làm gì, giao tranh ra sao và cuối cùng là giành chiến thắng thế nào. Từ một đội không mấy tên tuổi, SSB đã giành chức vô địch giải OGM mùa xuân 2014, rồi sau đó đánh bại SK Telecom T1 trong giải Master 2014 do chính SK Telecom tổ chức. Tuy rằng, sẽ đến mùa hè thì SSB đã thất bại trước KT Roster Arrows, nhưng họ vẫn có được chiếc vé hạng nhất tới chung kết thế giới 2014. Thời kỳ này thì xét vé đi chung kết thế giới theo cách tính điểm, kể cả vô địch giải mùa hè cũng chưa chắc đã được đi. Dade đã hoàn thành được 2 trong số các tâm nguyện của mọi người hâm mộ Samsung lúc đó, vô địch OGN và đánh bại đối thủ truyền kiếp SKT T1. Với những thành công này, Dade nghiễm nhiên đạt vị trí hạng nhất ở bảng xếp hạng các tuyển thủ thi đấu ở chung kết thế giới năm 2014 của LOL Esports. Tuy nhiên, khi ra tới đấu trường quốc tế, Dade lại không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Không phải Dade thi đấu kém, đơn giản là cô ta thi đấu không hay như mọi người nghĩ mà thôi. Vai trò của Dade trong Samsung Blue ở chung kết thế giới 2014 là khá mờ nhạt. Và cuối cùng, SSB lại thua trước SSY, đội tuyển họ từng đánh bại ở giải quốc nội và cũng là đội tuyển chị em trong trận bán kết. Hình ảnh đại tướng trao chiếc áo lại cho con tốt sau khi trận bán kết kết thúc là một điều mà khó người hâm mộ nào có thể quên nổi. Dade đã vươn lên từ đống tro tàn. Anh đã đưa hai đội White Blue trở thành số 1 của Hàn Quốc trong khoảng thời gian anh thi đấu. Dade vô cùng quan trọng đối với việc hình thành nên hai đội tuyển ưu tú của Hàn Quốc vào những năm 2013-2014. Và bản thân anh cũng là một tuyển thủ ưu tú với rất nhiều thành tích và giải thưởng mà ngay cả Faker cũng phải dành sự tôn trọng. Thứ Dade còn thiếu chỉ là chiếc vô địch World Championship. Dade chắc chắn là một những tuyển thủ xuất sắc nhất của Liên minh huyền thoại. Tấm gương của anh chính là bài học để những tuyển thủ sau này học hỏi và rút kinh nghiệm. Bởi nhìn vào những tuyển thủ nổi lên với lối chơi hổ báo ngày đó của Samsung như Im hay Dade, người ta đều thấy được sự sụt giảm phong độ nhanh chóng và họ gần như là những ngôi sao một mùa mà mãi mãi để lại tiếc nuối cho người hâm mộ.